Xin kính chào quý vị khán giả của chương trình Sức khỏe cho mọi người của Đài Phát thanh Truyền hình Đồng Nai. Hôm nay chúng ta lại gặp nhau trong chủ đề nuôi con bằng sữa mẹ. Kính thưa quý vị, có một câu nói khá là quen thuộc mà chúng ta hay nghe trên các phương tiện truyền thông, đó chính là sữa mẹ là thức ăn tốt nhất cho sự phát triển của trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ. Chính vì vậy, tuần lễ Thế giới nuôi con bằng sữa mẹ được tổ chức hàng năm từ ngày 1 đến ngày 7 tháng 8 ở hơn 120 quốc gia trên thế giới, nhằm kêu gọi mọi người từ chính phủ, xã hội, y tế cho đến các thành viên trong gia đình và những người sử dụng lao động bảo vệ và khuyến khích việc nuôi con bằng sữa mẹ sớm, hoàn toàn và liên tục. Vậy nuôi con bằng sữa mẹ có lợi ích gì cho trẻ và cho con bú sữa mẹ như thế nào là đúng cách? Đây sẽ là nội dung mà các bác sĩ chuyên khoa sẽ trao đổi cùng với chúng ta trong chương trình ngày hôm nay. Vâng, ngay bây giờ Hoàng Huấn xin được trân trọng giới thiệu các vị khách mời trong chương trình. Bác sĩ chuyên khoa 1 Lê Thị Đẹp, trưởng khoa dinh dưỡng Bệnh viện Nhi đồng Đồng Nai. Bác sĩ chuyên khoa 1 Nguyễn Thị Kim Nga, trưởng khoa sản Bệnh viện Quốc tế Hoàng Mỹ Đồng Nai. Thưa quý vị và các bạn, sữa mẹ là nguồn dinh dưỡng tốt nhất giúp trẻ phát triển cả về thể chất, tinh thần và trí tuệ. Vì thế, hiện nay, nhiều bà mẹ đã ý thức hơn trong việc nuôi con bằng sữa mẹ. Khi mang thai bé đầu, chị Hồ Nguyễn Thùy Nhung ở phường Trảng Giài, thành phố Biên Hòa đã tìm hiểu kiến thức về sữa mẹ trên mạng Internet và tham gia hội sữa mẹ để được chia sẻ kinh nghiệm nuôi con. Nhận thấy nhiều lợi ích của việc nuôi con bằng sữa mẹ, nên chị Nhung quyết tâm cho hai đứa con bú sữa mẹ hoàn toàn trong 6 tháng đầu và tiếp tục cho bố mẹ dặm thêm dù phải đi làm. Mình quyết tâm là muốn là sinh thường để con mình được hưởng trọn những cái quyền lợi giống như là gia tiếp gia hoặc là hưởng trọn 72 giờ vàng sữa mẹ. Và sau đó thì mình vẫn cố gắng cho bé bú trực tiếp mẹ trước 6 tháng trước khi mà mình được nghỉ thai sản ở nhà. Rồi sau đó nếu mà đi làm thì mình vắt sữa cơ quan để đưa về cho bé uống ban ngày. Rồi khi mà ban đêm thì mình về đi làm về thì mình vẫn cho bé bú trực tiếp. Không riêng chị Nhung mà nhiều bà mẹ khác cũng nhận thức được lợi ích của sữa mẹ nên quyết tâm nuôi con bằng sữa mẹ để giúp trẻ có sức đề kháng tốt và phòng ngừa các bệnh nhiễm khuẩn. Đứa này đứa thứ hai. Duy trì sữa mẹ cho bé đầu thì tới 1 tuổi mới ngưng, tại vì sữa mẹ có tăng sức đề kháng rất nhiều cho bé, rất là tốt. Tôi cũng đi làm sớm nên là trữ sữa cho bé. Với sự sản sinh liên tục, sữa mẹ sẽ đáp ứng cho trẻ từ khi mới lọt lòng cho đến khi trẻ được 2 tuổi. Vì thế, các bà mẹ không nên lo lắng về nguồn sữa sẽ cạn kiệt hay vòng một của mẹ sẽ xấu đi. Mà ngược lại, sau mỗi lần bé bú thì nguồn sữa sẽ sản sinh và giúp mẹ sớm lấy lại được vóc dáng sau sinh. Vâng ạ, sữa mẹ là một cái nguồn thức ăn vô cùng quan trọng đối với trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ. Vậy thì trong sữa mẹ nó có những cái thành phần gì cũng như là nó sẽ cung cấp những cái dưỡng chất và kháng thể gì cho con trẻ? Câu hỏi này trước hết xin dành cho bác sĩ Đẹp ạ. Xin chào quý khán giả. Thì bây giờ vấn đề nuôi con bằng sữa mẹ, tất cả các bà mẹ đều quan tâm, kể cả trong nước cũng như là tất cả các nước trong thế giới. Tuy nhiên nói về sữa mẹ thì ai cũng biết đó là sữa tốt nhất rồi. Nhưng mà tốt như thế nào thì tôi xin chia sẻ. Thứ nhất là trong sữa mẹ nó đầy đủ chất dinh dưỡng cho em bé. Chất dinh dưỡng, chất đạm, chất béo, chất đường, các vitamin và khoáng chất là đủ nhu cầu hết cho em bé. Và một cái đặc biệt là trong sữa non đó, trong sữa non trong 3-4 ngày đầu tiên sau khi sanh thì cái lượng protein, đặc biệt là cái kháng thể trong sữa non đó cực kỳ tốt và quý hiếm cho trẻ. Tại vì sao? Tại vì kháng thể trong sữa mẹ, đặc biệt là sữa non, nó sẽ giúp bảo vệ cho em bé để chống lại bệnh tật. Mà chúng ta biết là chỉ có kháng thể trong sữa mẹ truyền cho con thì mới nó là kháng thể thôi. Còn tất cả những cái sữa công thức khác thì không thể nào bỏ cái kháng thể đó vô được. Tại vì sao? Tại vì các cái sữa người ta, sữa công thức khác người ta bỏ vô thì người ta nói là kháng thể. Tuy nhiên khi mà qua dạ dày của em bé thì nó sẽ bị phân hủy thành một cái chất đạm bình thường thôi. Cho nên chỉ có trong sữa mẹ em bé bú trực tiếp
với bà mẹ thì cái đó mới kháng thể, nó là kháng thể. Và đã nói là kháng thể là nó chống lại cái bệnh tật. Tại vì khi mà em bé sanh ra đời thì nó phải tiếp xúc với môi trường, với bụi, với lạnh, với nóng, với nhiều cái thứ khác. Cho nên là cái kháng thể nó sẽ giúp cho em bé chống chọi với cái bệnh tật đó. Còn riêng về dinh dưỡng thì chất đạm, chất béo, chất đường thì đặc biệt là chất béo. Tại vì trong sữa mẹ, cái chất béo trong sữa mẹ nó kèm theo nữa là cái men để mà phân hủy cái chất béo đó thành các cái axit béo đơn. Còn trong các sữa công thức khác thì nó lại chỉ có axit béo thôi mà nó không có những cái men tiêu hóa. Như vậy chúng ta thấy một cái ưu điểm rất là lớn trong cái sữa mẹ rồi. Rồi bên cạnh đó, trong cái sữa mẹ tất cả các thành phần vitamin á, vitamin A, vitamin B, vitamin C thì đầy đủ cho em bé. Và một cái nữa nó khác biệt với sữa công thức đó là gì? Đó là sữa mẹ cái nếu mà tính trên 100ml sữa thì cái nồng độ sắt trong sữa mẹ và sữa công thức nó giống nhau. Tuy nhiên cái tỷ lệ hấp thu thì hoàn toàn khác nhau. Tức là sắt trong sữa mẹ thì nó hấp thu được 50%, còn tất cả loại công thức khác thì nó chỉ được hấp thu được 10% thôi. Cho nên mình sẽ thấy một cái ưu điểm nổi bật nữa. Rồi trong sữa mẹ nó còn gì nữa? Nó còn cái yếu tố phát triển. Nó giúp cho niêm mạc ruột của em bé phát triển rất là tốt. Để chi? Niêm mạc ruột phát triển thì nó sẽ là nó hấp thu các chất dinh dưỡng khi mẹ em bé được nhận cái nguồn sữa từ sữa mẹ. Cho nên là nó sẽ tăng rất là nhanh. Và cái sự cung cấp dinh dưỡng đó đầy đủ thì nó sẽ phát triển về trí tuệ, về thể chất cho em bé. Rồi trong sữa mẹ nó còn một cái yếu tố nữa là nó sẽ làm cho em bé tống xuất phân su ra nhanh, khỏi đường tiêu hóa trong 9 tháng 10 ngày nằm trong bụng mẹ. Thì sau khi sanh phân su nó thải ra ngoài càng sớm càng tốt thì nó sẽ làm giảm cái tình trạng vàng da cho em bé. Đó. Rồi một cái nữa thì người ta thấy nếu mà bú mẹ thì cái chỉ số IQ của em bé nó tăng hơn 7 điểm so với bú sữa công thức. Như vậy thì chúng ta thấy là rất là nhiều cái thành phần dinh dưỡng mà nó đáp ứng đủ nhu cầu cho em bé sau ngay sau sanh. Và cũng xin nhắc lại là kể cả sanh đôi thì sữa mẹ vẫn đủ, tất cả các thành phần dinh dưỡng của sữa mẹ vẫn đủ cho em bé trong giai đoạn mà 6 tháng đầu đời. Vừa rồi là những cái lợi ích to lớn của sữa mẹ dành cho con trẻ. Thì không biết là ở góc độ của người mẹ thì khi mà cho con bú thì sẽ có được những cái lợi ích gì? Xin mời bác sĩ Nga. Chào quý vị khán giả. Những cái lợi ích quá lớn từ những cái chia sẻ của bác sĩ Đẹp cho chúng ta thấy là em bé đã nhận được những cái lợi ích rất là nhiều từ cái sữa mẹ. Thì bên cạnh đó chúng ta cũng biết là khi mà người mẹ cho con bú vẫn có những cái lợi ích cho chính bản thân người mẹ. Ví dụ như là cái động tác bú của em bé giúp cho cơ thể của người mẹ tiết ra một cái chất mà cái chất đó nó giúp cho cái tử cung của người mẹ co hồi rất là tốt. Chính cái sự co hồi tốt của cái tử cung như vậy làm cho người mẹ giảm bớt cái lượng máu mất trong những ngày đầu sau khi sanh, mà người ta gọi là giảm bớt cái lượng sản dịch đó. Như vậy thì giảm bớt sản dịch thì người mẹ sẽ được cái gì? Người mẹ đỡ mất máu. Đỡ mất máu thì sẽ tránh được, phòng chống được cái tình trạng thiếu máu sau khi sanh, sau mỗi lần sanh. Cái lợi ích thứ hai là một cái lợi ích mà những cái người mẹ ở trong cái thời đại của chúng ta hiện nay rất là quan tâm, đó là vấn đề lấy lại vóc dáng sau sanh. Thì nếu như mà người mẹ cho con bú sữa mẹ hoàn toàn, một ngày người mẹ tốn khoảng 200 cho đến 500 kilocalo cho cái vấn đề cho bé bú sữa mẹ. Với cái năng lượng đó thì một cái người bình thường phải đi xe đạp, phải luyện tập thể thao đó mất ít nhất khoảng 1 giờ. Thì như vậy chính nhờ cái vấn đề mà mẹ áp dụng cái nuôi con bằng sữa mẹ trong một cách hoàn toàn trong suốt 6 tháng đầu đó, giúp mẹ phóng thích năng lượng một cách rất là tự nhiên và mau lấy lại vóc dáng của mình sau khi sanh. Một cái lợi điểm nữa đó là nếu như người mẹ cho con bú sữa mẹ hoàn toàn thì có thể tránh được một số cái bệnh lý, ví dụ như là bệnh ung thư của tuyến vú, ví dụ như là bệnh ung thư của buồng trứng. Vì khi mà người mẹ cho con bú sữa mẹ thì người mẹ sẽ rất là chậm để có kinh trở lại. Như vậy thì cái tuyến vú nó ít bị ảnh hưởng bởi cái estrogen trong cơ thể của người phụ nữ. Và một cái yếu tố nữa là các cái tế bào của tuyến vú
khi mà người mẹ cho con bú sữa mẹ đó thì các cái tế bào đó nó sẽ có cái sức đề kháng tốt hơn để chống lại cái sự thay đổi, cái sự đột biến chuyển thành các cái tế bào ung thư. Nhờ như vậy á, mà giảm được cái tỷ lệ ung thư ở mẹ. Nếu như mà người mẹ cho con bú sữa mẹ hoàn toàn. Và một cái lợi ích nữa đó là chúng ta thấy nếu như mà chúng ta cho trẻ ăn sữa công thức thì chúng ta sẽ phải làm những cái gì? Chúng ta phải có nước ấm nè, chúng ta phải có bình sữa nè, dụng cụ pha chế chẳng hạn. Nhưng khi chúng ta cho trẻ bú mẹ thì như nào? Chúng ta chỉ cần vệ sinh cái bầu vú cho thật sạch là chúng ta có thể cho trẻ bú rồi. Như vậy thì người mẹ có thể cho con mình ăn sữa mỗi lúc, mọi nơi. Ăn sữa mẹ mọi lúc, mọi nơi. Và nếu như mà chúng ta cho trẻ bú sữa mẹ hoàn toàn thì một cái lợi ích kinh tế rất là lớn được đem lại từ cái việc cho con bú đó. Nếu như mà hàng ngày chúng ta cho trẻ bú mẹ, chúng ta phải tốn kém kinh phí để chúng ta mua sữa. Chúng ta hàng ngày chúng ta cho trẻ bú sữa công thức thì chúng ta phải tốn kém kinh phí để mua sữa cho con nè. Và tính lên suốt 6 tháng đầu đời, rồi những năm sau đó nữa, trẻ 1 tuổi, trẻ 2 tuổi thì cái kinh phí nó sẽ trở nên rất là lớn. Trong khi người mẹ chỉ cần có một cái nguồn dinh dưỡng đầy đủ, biết cách để tạo sữa, rồi biết cách để bảo vệ nguồn sữa mẹ của mình, thì chúng ta không cần phải tốn những cái kinh phí nào đó khác cho cái vấn đề nuôi ăn trẻ, đặc biệt là trong 6 tháng đầu. Cảm ơn bác sĩ Nga. Như vậy là chúng ta thấy rõ ràng là cái tiện ích cho cả đôi bên, cho cả mẹ và bé, đúng không quý vị khán giả? Ngay bây giờ thì xin được kết nối với lại câu hỏi đầu tiên trong chương trình. Xin mời. Tôi đang cho con bú, cho tôi hỏi là sữa của tôi thì nó có màu trắng đục như nước vo gạo á, và một số mẹ khác thì có màu vàng nghệ, thì không biết là hai cái màu sắc như vậy chất lượng sữa nó có khác nhau không? Màu vàng thì chất lượng nó có tốt hơn màu trắng đục không? Dạ vâng. Câu hỏi này xin mời bác sĩ Đẹp ạ. Xin chào chị. Cảm ơn câu hỏi của chị. Thứ nhất là cái chất lượng sữa của bà mẹ đó. Sữa màu vàng trắng đục thì đúng là nó là chất lượng sữa của bà mẹ. Nhưng mà chị cũng nên chú ý là cái sữa đầu á, cái sữa mà cho em bé bú thường là người ta chia làm hai cái dạng là sữa đầu và sữa cuối. Sữa đầu thì nó sẽ cái màu của nó là nó trắng đục mà đục hơi hơi thôi. Còn càng sữa cuối thì cái màu nó đục đậm hơn và nó có thể hơi vàng vàng là do cái tình trạng cái chất béo của cái sữa cuối nó nhiều hơn. Đó. Và các bà mẹ cũng lưu ý là cái chất lượng bữa ăn của bà mẹ nó cũng ảnh hưởng tới chất lượng của sữa nữa. Cho nên là mẹ cũng đừng có so sánh với các bà mẹ xung quanh mà bà mẹ cứ tự tin là sữa mình là tốt nhất đi. Là một, thứ hai nữa là bà mẹ phải theo dõi cái tình trạng tăng cân của em bé trong từng tháng một. Bà mẹ phải lấy cái biểu đồ tăng trưởng ra, cứ đúng ngày sanh tháng này chúng ta cân, đúng ngày sanh tháng tới chúng ta cân. Và trong 3 tháng đầu tiên, nếu mà em bé nó tăng cân tốt, trung bình là khoảng 800 gram tới 1 kg trong 1 tháng là em bé đã phát triển tốt rồi. Thì các bà mẹ lưu ý cái vấn đề đó. Còn sữa bà mẹ trắng đục hoặc là vàng nhạt là điều là cái sữa có thể là do sữa đầu, sữa cuối của bà mẹ đã tức là dắt ra đó. Hoặc là mình để ý cái lúc đầu, để ý lúc sau, chứ nó cũng không ảnh hưởng gì vì cái vấn đề lượng sữa hết. Cứ yên tâm đó là đúng sữa rồi, tốt cứ nhất yên tâm là sữa của bà mẹ là tốt nhất cho con mình đi ha. Cảm ơn bác sĩ Đẹp ạ. Thưa quý vị và các bạn, sữa mẹ là nguồn dinh dưỡng tốt nhất cho trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ, đặc biệt là những giọt sữa non đầu đời vô cùng quan trọng. Chúng ta cùng theo dõi một đoạn phóng sự ngắn sau đây. Theo Tổ chức Y tế Thế giới, trẻ sơ sinh cần được bú sớm trong vòng 1 giờ đầu sau khi sinh và được nuôi hoàn toàn bằng sữa mẹ trong 6 tháng đầu đời. Để thực hiện đúng và hiệu quả khuyến cáo này, thời gian qua, các bệnh viện chuyên khoa sản đã áp dụng 6 bước chăm sóc thiết yếu cho bà mẹ và trẻ sơ sinh trong và ngay sau sinh. Trẻ sinh ra được đặt ngay lên ngực mẹ, da kề da, hướng cho bé tự tìm vú mẹ để hưởng những giọt sữa non đầu tiên. Tiếp xúc da kề da cùng với việc trẻ bú sẽ kích thích người mẹ tăng tiết sữa, bao gồm sữa non. Mặc dù sữa non rất ít, chỉ khoảng 3-5ml sữa, nhưng đây được xem là vaccine đầu tiên của trẻ, rất giàu dinh dưỡng và kháng thể. Mẹ không nên bỏ qua cơ hội chỉ có một lần trong đời của trẻ. Những đứa trẻ được bú những giọt sữa non đầu tiên và bú mẹ hoàn toàn trong 6 tháng đầu
thì những kháng thể có trong sữa mẹ sẽ giúp bảo vệ hệ hô hấp và hệ tiêu hóa của trẻ. Ngoài ra, cơ thể của bé ít bị dị ứng khi dung nạp những thức ăn lạ ngoài sữa mẹ. Vâng ạ, thưa bác sĩ Đẹp, thì không biết là sau khi sinh thì người mẹ bao lâu thì bắt đầu có sữa non, cái loại sữa mà có thể coi là rất là nhiều những cái chất dinh dưỡng cũng như là kháng thể. Thì thực ra các bà mẹ chúng ta hay có quan niệm là sau khi sanh phải chờ sữa xuống ha, sữa xuống mà thường là một ngày sau, 24 tiếng đồng sau mới có sữa. Thực ra không phải như vậy, tại vì khi bà mẹ mang thai đó, trong tháng thứ tư của thai kỳ là nó đã tạo sữa rồi. Cho nên là ngay sau sanh, người ta nói là bú ngay sau khi sanh, tức là sau khi sanh là bú liền. Cho nên người ta nói là nếu bú càng sớm càng tốt, nửa giờ đầu sau sanh, tức là sau khi em bé sanh ra ha, được cắt rốn nhau theo cái y lệnh ha, được làm sạch sẽ em bé xong là bà mẹ có thể cho em bé bú liền, bú liền ngay siêu sanh, tại vì lúc đó nó có sữa non rồi. Tuy nhiên các bà mẹ chúng ta hay nói là sao sữa non ít quá, không đủ cho nhu cầu của em bé. Thì thực ra thì cũng xin trao đổi với các bà mẹ như vậy nè. Khi mà em bé nó mới sinh ra đó, cái dạ dày của em bé nó nhỏ xíu à. Nó nhỏ xíu thôi, cái kích thước dạ dày nó chừng 5 bằng một cái hòn sỏi nhỏ thôi. Tức là nó chứa một cái lượng sữa nhỏ trong 1-2 ngày đầu, nó khoảng chừng 5ml tới 7ml, tức là khoảng một muỗng cà phê nhỏ, một lần bú thôi. Cho nên đó là đủ nhu cầu của em bé rồi, cho nên sữa non của bà mẹ cũng chỉ tiết ra nhiêu đó thôi, cho đủ nhu cầu của con thôi. Tới ngày thứ 3 thì em bé có thể cái dạ dày nó sẽ tăng lên từ từ bằng một quả bóng bàn. Thì lúc đó nó sẽ tăng lên là khoảng 10ml một lần. Rồi tới 10 ngày sau thì nó có thể tăng lên là một quả trứng gà. Tức là cái dạ dày em bé nó phải tăng từ từ và lượng sữa non nó cũng tăng từ từ theo cái nhu cầu. Và tại vì giống như là tạo hóa nó đã tạo như vậy rồi. Bà mẹ không cần phải nóng vội là tại sao sữa con mình ít quá, sữa mình ít quá không đủ cho em bé thì sao. Thì thực ra dạ dày em bé nó phải như vậy, cái lượng sữa nó phải như vậy để mà nó cho nó phù hợp với lại cái dạ dày của em bé. Cho nên những cái ngày đầu tiên, 4 ngày đầu tiên sau sanh, đặc biệt là cái lượng sữa non như hồi nãy tôi trao đổi đó, rất nhiều kháng thể nhưng mà sữa nó rất là ít, nó màu vàng đặc luôn ha, là do cái lượng kháng thể như vậy. Và cái lượng kháng thể đó giúp em bé để chống chọi với bệnh tật. Đặc biệt là cái vấn đề mà nhiễm trùng đường hô hấp, nhiễm trùng đường tiêu hóa cho trẻ khi mà em bé ra đời. Cho nên là bà mẹ cứ yên tâm là khi mà sanh ra là đủ lượng sữa cho em bé trong những ngày đầu tiên và kéo dài sau đó. Cảm ơn bác sĩ Đẹp. Bây giờ thì xin được mời câu hỏi kế tiếp ạ. Thưa bác sĩ, cho tôi hỏi là tôi thường thấy có một số bà mẹ là dự trù là khi mà sinh mổ là bị cách ly, không có cho con bú những cái giọt sữa non đầu đời được, nên thường là gần đến ngày sinh thì các bà mẹ đã hút trước ra một ống xy lanh để trữ sẵn là để cho con bú. Và cho tôi hỏi là cái việc đó là nó có bị hệ lụy gì về sau không, và có ảnh hưởng đến sức khỏe của mẹ và bé hay không? Câu hỏi này mời bác sĩ Nga. Vâng, cảm ơn câu hỏi của bạn. Đó cũng là một số cái suy nghĩ của một số cái bà mẹ trong cái giai đoạn hiện nay. Tại vì họ cũng hiểu được cái lợi ích khi cho con bú mẹ, nhưng mà cái hành động mà mình lấy sữa sớm như vậy trước khi mà trẻ được sinh ra đời, nó có một số cái tác hại. Ví dụ như cái thao tác mà chúng ta lấy sữa đó, thì chúng ta làm kích thích cái đầu vú, cái đầu ti của người mẹ. Cái sự kích thích cái đầu ti đó, nó kích thích cơ thể của người mẹ tiết ra một cái chất, mà cái chất đó nó làm co các cái cơ, trong đó có cơ của cái tử cung. Chính vì như vậy, nếu như mà chúng ta thường xuyên mà chúng ta bắt sữa kích thích cái đầu ti, những cái cơn co tử cung sẽ bắt đầu có, và đôi khi là dẫn đến cái trường hợp là vào chuyển dạ sanh khi mà thai của chúng ta chưa đủ tháng. Người ta gọi là chuyển dạ sanh non đó, thì như vậy là không có tốt cho em bé. Ngoài ra thì tất cả các cái bà mẹ mà chúng ta dù cho sanh thường hay là chúng ta sanh mổ, thì chúng ta yên tâm là chúng ta vẫn có đủ sữa
để cho con bú. Vì ngày nay thì cái vấn đề sanh mổ người ta cũng áp dụng cái da kề da và cho trẻ bú sớm những trường hợp sanh mổ luôn. Tức là đa phần gần như hơn 90% các cái sản phụ sanh mổ đều được thực hiện cái thao tác vô cảm trong phẫu thuật á, bằng cái gây tê tủy sống. Thì như vậy người mẹ vẫn tỉnh táo, trừ khi là người mẹ có biểu hiện mệt mỏi hoặc là em bé có biểu hiện gì đó mệt cần phải hồi sức trong quá trình sanh mổ thôi. Nếu như cả mẹ và bé đều khỏe thì bé vẫn được thực hiện da kề da với mẹ. Và như vậy khi ngay sau khi mổ xong ra phòng hồi sức là các bạn điều dưỡng đã có thể giúp cho người mẹ cho con bú sữa mẹ được luôn rồi. Cho nên là mình cũng đừng có lo lắng quá cái vấn đề đó, tại vì cái tác hại của nó nhiều hơn là cái lợi ích. Có rất là nhiều các bà mẹ chia sẻ là cái việc mà sau khi sinh không có sữa hoặc là mất sữa, vậy thì cái nguyên nhân do đâu ạ, thưa bác sĩ Nga? Cái vấn đề về để có được một cái nguồn sữa đủ cho con bú thì gần như là trời sinh chúng ta là tất cả các phụ nữ của chúng ta đều có đủ sữa cho con bú. Dù cho là có một số mẹ thì lo lắng là cái kích thước của cái vú của mình nhỏ quá, không biết có đủ sữa cho con bú không chẳng hạn. Thực ra thì dù cho là cái thước vú có lớn hay nhỏ thì vẫn có thể có đủ sữa cho con bú. Quay trở lại cái câu hỏi của mình thì lý do vì sao là chúng ta lại không có đủ sữa cho con bú, một số trường hợp đó là chúng ta chưa có hiểu biết về cái lợi ích của sữa non để chúng ta cho trẻ tận dụng cái sữa non, cho trẻ bú sữa sớm trong vòng nửa giờ cho đến một giờ đầu sau sanh. Cái động tác mà chúng ta cho trẻ bú sớm như vậy đó, ngoài cái vấn đề là trẻ tận dụng được những cái nguồn dinh dưỡng ở trong sữa non ra, thì cái thao tác đó giúp kích thích cơ thể của người mẹ tiết ra những cái chất, mà những cái chất đó nó giúp cho các cái tế bào của tuyến vú tạo ra cái sữa và giúp cho các cái tế bào của các cái ống dẫn sữa ở trong cái tuyến vú đó co thắt để đẩy cái sữa vào cái xoang sữa và để cho trẻ bú dễ dàng. Nếu như mà người mẹ bỏ qua cái giai đoạn này thì cơ thể của người mẹ cũng như cái vú của người mẹ không có được kích hoạt để tạo ra cái sữa đó, thì cái sữa nó sẽ không có được ngay từ đầu, nó không có được dồi dào. Thì như vậy á, trẻ nó bú nó sẽ bị cáu gắt, tại vì cái nhu cầu của sữa của mẹ càng ngày càng nhiều hơn. Trẻ bú mà nó cáu gắt thì người mẹ nóng ruột lại cho con dặm thêm sữa ngoài. Chính vì như vậy thì cái số lần bú của trẻ nó ít hơn đi, và như vậy thì cái sự kích thích để tạo sữa nó cũng bị giảm đi. Rồi ngoài ra thì khi mà trẻ bú sữa ngoài, sữa công thức á, thì cái sữa công thức á, nó có cái vị nó khác hơn so với sữa mẹ, nó ngọt hơn so với sữa mẹ. Và trẻ khi mà nó đã nếm được cái sữa công thức rồi thì quay lại trở lại bú sữa mẹ, nó sẽ cảm thấy sữa mẹ trở nên nhạt và nó sẽ chán đi và nó sẽ không có hứng thú để bú sữa mẹ nữa. Rồi ngoài ra thì sữa mẹ trong những cái thời gian đầu rất là ít, trẻ phải cật lực bú thì mới có được cái lượng sữa cho mình. Trong khi sữa công thức thì các mẹ cho trẻ bú bằng bình, trẻ chỉ cần một cái thao tác rất là nhẹ là có thể dễ dàng để có sữa rồi. Cho nên là khi mà quay trở lại bú mẹ, trẻ sẽ rất là khó chịu. Một bên thì quá dễ dàng, một bên thì phải cực lực mới có được. Chính vì như vậy trẻ cũng dần dần sẽ chán sữa mẹ luôn. Và như vậy thì như thế nào? Người mẹ lại nóng ruột là con mình thiếu sữa, lại tiếp tục quay trở lại cho trẻ bú sữa công thức. Và dần dần như vậy là người mẹ sẽ bị mất sữa luôn. Đó là một trong những cái lý do mà làm cho người mẹ bị mất sữa hoặc là thiếu sữa cho con bú. Rồi ngoài ra vấn đề dinh dưỡng cũng góp một cái phần rất là lớn. Nếu như mà một người mẹ có một cái chế độ dinh dưỡng đầy đủ, lượng nước như thế nào, lượng chất đạm như thế nào, lượng tinh bột ở cái mức vừa phải như thế nào, thì cũng góp phần để làm cho cái lượng sữa của mình nó càng ngày càng dồi dào hơn cho trẻ. Rồi một cái vấn đề nữa đó là vấn đề về cái tinh thần của người mẹ. Người mẹ phải có một cái tinh thần vui vẻ, thoải mái,
thì cơ thể của mình nó mới tiết ra được những cái chất để giúp cho cái sự tạo sữa, cũng như là người mẹ cũng phải có cái thời gian để mà nghỉ ngơi để cho cơ thể mình khỏe mạnh. Như vậy thì qua cái vấn đề này thì cũng gửi gắm luôn đến các cái ông bố và những cái người thân, thì trong cái thời gian mà người mẹ đang nuôi con như thế này, đang nuôi con nhỏ như thế này, thì cái sự hỗ trợ của gia đình rất là lớn để cho người mẹ có thêm cái thời gian nghỉ ngơi, để có một cái tinh thần thoải mái, có một cái sức khỏe tốt, thì như vậy mới có thể đủ sữa cho con bú được. Cảm ơn những cái lời khuyên vừa rồi của bác sĩ Nga. Vâng ạ, theo các chuyên gia thì tốt nhất là không nên cho trẻ ăn bất kỳ cái thức ăn nào khác ngoài sữa mẹ, nhất là trẻ mà dưới 6 tháng tuổi á. Tuy nhiên thì có các mẹ cứ hay là cho trẻ uống nước để giống như là tráng miệng hay là sạch lưỡi. Vậy thì cái việc này nó có ảnh hưởng gì đến sức khỏe của trẻ hay không, thưa bác sĩ Đẹp? Thì thực ra các bà mẹ hay cứ nghĩ là bú xong thì phải uống một miếng nước cho miệng nó sạch. Thì cái động tác này không cần thiết. Tại vì sao? Tại vì trong sữa mẹ nó đã đủ nước rồi. Tức là ngoài đủ các chất dinh dưỡng, các vitamin, nó còn đủ nước theo nhu cầu của em bé nữa. Cho nên bà mẹ cũng không cần phải uống nước gì khác. Đó là có lẽ là do cái thói quen ông bà nội ngoại ngày xưa, rồi cũng nhắn lại cho con dâu sau này đó, cho nên nó cũng ảnh hưởng. Chứ thật ra bây giờ bên dinh dưỡng người ta nghiên cứu không cần uống cái bất cứ thứ gì. Bất cứ những cái nước lọc hay là nước trái cây hay nước gì khác trong 6 tháng đầu tiên. Và khi bà mẹ thấy cho con mình bú thì sau khi bú xong thì cái miệng em bé rất là sạch. Cho nên là chúng ta không cần phải uống nước để mà tráng miệng cho em bé đâu. Cho nên là các bà mẹ nhớ. Tuy nhiên cũng xin lưu ý với các bà mẹ là trong các thành phần sữa mẹ đó thì nó lại thiếu một cái vitamin, đó là vitamin D. Cho nên là dù mình nói là sữa mẹ là tốt nhất, đầy đủ các chất dinh dưỡng, nhưng mà vitamin D thì bà mẹ phải chú ý. Cho nên là khi mà sau khi sanh một tuần lễ qua tuần thứ hai thì bà mẹ cũng phải đi tắm nắng cho em bé. Để mà tận hưởng cái ánh nắng mặt trời. Ánh nắng mặt trời nó cung cấp tới 80% cái nguồn vitamin D cho trẻ em đó. Cho nên là bà mẹ phải phơi nắng sáng em bé mỗi ngày để mà chúng ta bổ sung cái vitamin thiếu đó. Còn tất cả các chất dinh dưỡng là đủ rồi, không cần uống nước gì thêm nữa. Cảm ơn bác sĩ Đạt. Thưa quý vị và các bạn, cho con bú như thế nào là đúng tư thế và bé bú bao nhiêu là đủ, dinh dưỡng như thế nào để có nguồn sữa đạt chất lượng, đây là nỗi băn khoăn của nhiều bà mẹ, nhất là những bà mẹ trẻ mới sinh con lần đầu. Tùy điều kiện, mẹ có thể cho trẻ bú ở tư thế nằm hay ngồi, nhưng phải đảm bảo cả hai mẹ con đều thoải mái nhất. Tư thế bú đúng, bé áp vào người mẹ. Đầu và thân bé phải nằm trên cùng một đường thẳng, bụng bé áp sát vào bụng mẹ, mặt bé quay vào vú mẹ và mũi bé đối diện với núm vú, mẹ đỡ toàn bộ cơ thể bé. Cách ngậm bắt vú đúng, cằm bé chạm vào vú mẹ, miệng bé mở rộng và ngậm sâu vào quầng vú, chứ không chỉ ngậm riêng núm vú, bé ngậm nhiều quầng vú dưới hơn quầng vú trên. Bé bú có hiệu quả khi bé nút nhanh ngay lúc đầu, sau đó khi có sữa, bé nút, nuốt, thở, thỉnh thoảng nghỉ vài phút rồi lại nút tiếp. Mẹ không có cảm giác đau hay khó chịu khi bé nút. Khi cho bú, mẹ cho bé bú hết một bên vú rồi mới chuyển sang bên bầu vú còn lại để đảm bảo trẻ được bú cả sữa đầu và sữa cuối. Chúng ta cùng tiếp tục chương trình ạ. Thưa bác sĩ Đẹp, tại sao mà cái tư thế của người mẹ bế con khi bú và cũng như là cái khớp ngậm nó đúng, nó có vai trò quan trọng ạ? Thì chúng ta biết rồi, cái tư thế bú đúng giống như phóng sự đó. Tức là cái đầu em bé, cái mình em bé, cái mông em bé phải nằm trên đường thẳng. Và cái người của em bé nó phải áp vô, nó phải xoay đối diện với bầu vú mẹ thì em bé nó mới bú tốt được. Tại vì sao? Nếu mà chúng ta không làm như vậy thì chúng ta cứ để cho em bé, cái lưng em bé, cái mông em bé nằm trên đường, nhưng mà cái cổ em bé nó cứ phải quay trở ngược trở lại trong bầu vú của mẹ, thì nó chỉ cần bú vài phút là cái cổ nó mỏi rồi. Giống như người lớn chúng ta thử đi, nếu mà chúng ta quay cổ qua một bên ha, trong vòng vài phút thì cổ chúng ta cũng sẽ mỏi. Mà khi mà mỏi thì em bé bắt buộc nó phải nhả nắm vú mẹ ra, nó không cần bú nữa tại vì nó mệt ha, nó mỏi cổ. Do đó là cái tư thế bú đúng là lúc nào cái đầu cái em bé, cái lưng em bé, cái mông em bé phải nằm trên đường thẳng.
À, cho nên chúng ta xoay kiểu nào, bú ngồi, bú nằm, cho nằm bà mẹ nằm cho em bé bú ha. Kể cả một số bà mẹ mà điều con á, những cái bà mẹ ở vùng sâu vùng xa họ điều con đi rẫy đó, họ vẫn ở cái tư thế là nó phải nằm trên một đường thẳng, thì như vậy là nó bú mới được, mới thoải mái. Còn tại sao phải ngậm bắt bú đúng, như cái phóng sự mình thấy cái cấu trúc của một bầu vú đó, nó có tuyến sữa, nó có ống dẫn sữa, và cái ống dẫn sữa nó nằm ở đâu? Nó nằm ở quần đen của vú mẹ. Còn cái núm vú ở phía ngoài, nếu mà em bé nó ngậm không đúng, nó chỉ ngậm núm vú, tức là cái sữa nó không thể nào vô miệng em bé được, cho nên là bắt buộc em bé phải ngậm bắt vú đúng, tức là ngậm gần hết quần đen của vú. Như vậy thì khi mà nó ngậm như vậy thì nó sẽ ép cái sữa từ các cái ống dẫn sữa vào xoang miệng của em bé, và tự nhiên nó đã tạo rồi, cho nên là tất cả các em bé đều nó sẽ điều chỉnh được cái lượng mà sữa vô người của nó. Nếu mà sữa xuống nhanh quá thì nó tự động nó ngưng lại, nó ngưng lại, nó nhả ra, nó nghỉ một chút xíu, sau đó nó ngậm lại, nó bú. Và cái cử bú của em bé thì hầu như đa số thì nó phải kéo dài khoảng 15 tới 20 phút, nhưng 5 phút đầu tiên là hầu như nó bú, nó chiếm gần hết cái lượng sữa mà nó vô theo nhu cầu rồi đó. Cho nên là những cái 5 phút đầu tiên em bé nó bú nhanh như vậy thì nó được 70-80% cái nhu cầu của bữa đó rồi. Sau đó thì nó bú từ từ để mà nó lấy sữa. Sữa gì? Sữa đầu, sữa cuối. Sữa đầu thì rất là nhiều chất dinh dưỡng, và sữa cuối thì rất nhiều chất béo để cung cấp năng lượng cho em bé. Thì ở đây cũng xin nhắc các bà mẹ chúng ta lưu ý một vấn đề là nếu mà em bé nó bú một bên vú á, khi mà nó bú khoảng 5-10 phút, cái bầu vú nó bắt đầu mềm là nó mới hết sữa đầu thôi. Cho nên một số bà mẹ hay nhầm lẫn là nó hết sữa chuyển qua đầu vú bên kia, thì vô tình nó cứ bú sữa đầu, thì làm cho em bé nó chậm tăng cân hơn những đứa khác, rồi bắt đầu lại lo lắng. Cho nên xin nhắc lại là chúng ta phải bế em bé đúng, ngậm vú đúng, và một cử bú kéo dài 15-20 phút, bú cả cử sữa đầu và sữa cuối, thì như vậy em bé nó sẽ lớn rất là nhanh. Theo cái vấn đề tiến triển của em bé. Cảm ơn bác sĩ đẹp. Vậy thì nếu như mà trẻ ngậm vú không đúng cách thì nó sẽ gây ra những cái hậu quả gì, thưa bác sĩ Nga? Những cái hậu quả nếu như mà trẻ ngậm bắt vú không có đúng cách đó, ngoài cái việc là nó sẽ bất lợi cho trẻ trong cái thao tác bú sữa mẹ, thì người mẹ cũng sẽ có thể xảy ra những cái bất ổn. Ví dụ như là cái thao tác của trẻ bú mà không có đúng thì sẽ dễ dẫn đến cái tình trạng là bị nứt cái đầu vú, bị nứt cái đầu vú của người mẹ, làm cho người mẹ sẽ rất là đau mỗi lần mà cho con bú. Và như vậy thì sao? Mẹ đau cho không, khi mỗi lần mà cho con bú thì người mẹ sẽ rất là sợ cho con bú và dần dần sẽ giảm cái số lần cho con bú đi. Và như vậy thì cái sữa cũng sẽ bị giảm dần luôn. Hoặc là nếu như mà người mẹ cứ cho con bú mà không có đúng cách như vậy, trẻ sẽ không có hút hết được cái sữa ở trong bầu vú mẹ như vậy. Và bú chưa hết cái vú bên đây thì đã chuyển qua cái vú bên kia rồi. Thì như vậy cái lượng sữa nó sẽ còn tồn dư lại ở trong vú mẹ. Và nếu như mà chúng ta không có biết cách nữa thì chính cái sự tồn dư đó nó làm ức chế cái sự tiết sữa của các cái tế bào tuyến sữa, làm cho cái lượng sữa cũng sẽ bị giảm dần đi. Ngoài ra thì cái tình trạng ứ sữa ở trong cái tuyến vú của người mẹ dần dần có thể dẫn đến cái tình trạng là bị tắc các cái tuyến sữa. Rồi nếu như mà không có được xử trí đúng nữa thì sẽ dẫn đến viêm cái tuyến vú, và nặng nề hơn nữa đó là cái tình trạng bị áp xe tuyến vú. Nếu như mà mẹ đã có cái tình trạng viêm tuyến vú rồi, đã có cái tình trạng áp xe tuyến vú rồi, thì người mẹ lại không thể cho con bú sữa mẹ ở bên vú đó được trong cái khoảng thời gian mình đang điều trị, buộc phải tạm ngưng cho con bú. Thì như vậy cái vòng nó cứ lẩn quẩn. Nếu như mà người mẹ không cho con bú thì cái vú lại tiếp tục căng, thì lại gặp cái vấn đề về tình trạng viêm tắc sẽ nặng nề hơn, hoặc là tình trạng áp xe lại bị tái diễn. Cho nên là ngay từ đầu các mẹ nên tìm hiểu để làm sao chúng ta cho con bú một cách đúng. Rồi ngoài ra là nếu như mà trẻ bú không đúng cách thì cái lượng sữa mà trẻ hút được đó, nó sẽ rất là ít, và như vậy trẻ sẽ cáu gắt lắm trong những cái lần bú.
dễ quấy khóc làm cho cả mẹ và trẻ đều cảm thấy là trẻ thì không có cảm thấy được thoải mái, không có đủ chất dinh dưỡng, còn người mẹ thì rất là lo lắng. Và chính cái sự lo lắng đó lại làm cho cái tinh thần của người mẹ cũng bị ảnh hưởng nữa, và quay trở lại ảnh hưởng đến số lượng và chất lượng của sữa. Nó là như vậy. Rồi ngoài ra một cái yếu tố nữa là khi mà trẻ ngậm bắt vú không có đúng mức thì đôi khi cái thao tác nút và nuốt của trẻ làm cho trẻ bị nuốt thêm cái hơi ở bên ngoài nữa, thì như vậy trẻ rất là dễ bị đầy hơi, rất là dễ bị đầy bụng, dễ dẫn đến cái tình trạng là nôn trớ sau khi mà trẻ bú xong. Và nếu như tình trạng nôn trớ đó mà người mẹ không có lưu tâm, không có phát hiện kịp thời, thì đôi khi là trẻ nôn, trẻ trớ ra rồi lại hít thở và hít phải những cái sữa mà trẻ mới vừa trớ ra như vậy đó, mới vừa ọc ra như vậy vào phổi thì rất là nguy hiểm, có thể nguy hiểm đến tính mạng của trẻ nữa. Cho nên các mẹ phải hết sức lưu ý để làm sao chúng ta cho trẻ bú thật là đúng cách, để mà trẻ có thể khai thác hết được cái sữa mẹ trong những cái lần bú của mình. Cảm ơn bác sĩ Nga. Vậy thì một số các mẹ là trường hợp mà các mẹ mà núm vú to hoặc là bị tụt vào bên trong á, thì đòi hỏi là phải làm như thế nào ạ, thưa bác sĩ Đẹp? Thì thực tế là khi mà đi ở tư vấn dinh dưỡng cũng gặp một số các trường hợp như vậy, thì các bà mẹ cứ an tâm là tại vì sao? Tại vì chúng ta phải cho em bé bú thì nó mới giải quyết vấn đề. Tức là tất cả các vấn đề là phải cho em bé bú thôi. Tuy nhiên thì nếu mà em bé mà sanh đủ tháng thì cái vấn đề nút sữa của em bé nó sẽ dễ dàng hơn ha, nó dễ dàng hơn, đặc biệt là những em bé mà những cái bà mẹ mà có con so thì cái vấn đề đó cũng gặp rất là nhiều khó khăn. Nhưng mà mẹ cứ yên tâm cho em bé bú. Trước khi bú chúng ta có thể vệ sinh đầu vú, lau sạch đầu vú, chúng ta có thể nặng bớt một tí xíu để chi, để cho nó mềm lại thì em bé nó sẽ bú dễ dàng hơn. Và khi mà em bé nó bú dễ dàng rồi thì cái bắt đầu cái núm vú nó sẽ từ từ nó nhỏ lại, núm vú mà bị tụt thì nó sẽ bị kéo ra. Cho nên là một cái giải pháp duy nhất là cứ cho em bé bú nhiều lần vô thì mình sẽ giải quyết được cái vấn đề đó. Cảm ơn bác sĩ Đạt. Vâng, thưa quý vị và các bạn, nuôi con bằng sữa mẹ là một quá trình tự nhiên nhưng mà cũng có không ít những cái khó khăn xảy ra. Do vậy là các bà mẹ rất cần sự quan tâm, động viên và giúp đỡ của gia đình, người chồng cũng như là những người xung quanh để cho cái việc mà trẻ bú mẹ được diễn ra thuận lợi. Ngay bây giờ thì xin được mời câu hỏi tiếp theo. Bác sĩ cho em hỏi là em mới sanh em bé xong á, thì được bác sĩ là cho uống kháng sinh. Vậy thì cho em hỏi là uống kháng sinh như vậy thì nó có ảnh hưởng gì tới chất lượng sữa hay không ạ? Câu hỏi này mời bác sĩ Nga đi. Cảm ơn câu hỏi của em. Có một số cái loại thuốc, không chỉ riêng kháng sinh đâu, được các chuyên gia khuyên là chúng ta nên hạn chế. Chúng ta nên hạn chế sử dụng, thậm chí là có những cái loại thuốc là tuyệt đối không được sử dụng luôn. Đối với những cái trường hợp mà trong cái thời gian mà chúng ta đang cho con bú sữa mẹ, thì nếu như mà bạn mới vừa sanh xong và trong quá trình sanh đó bác sĩ đánh giá là bạn cần thiết phải sử dụng một số cái loại kháng sinh nào đó, thì thông thường các bác sĩ sản khoa sẽ lựa chọn những cái kháng sinh mà được khuyến cáo là sử dụng an toàn cho bà mẹ, cho con bú mẹ. Cho nên là bạn nên trao đổi với lại bác sĩ về cái nguyện vọng của mình là mình đang muốn được cho con bú sữa mẹ. Như vậy thì cái kháng sinh mà bác sĩ đang cho mình sử dụng đó thì có ảnh hưởng đến cái sữa mẹ hay không? Thì bác sĩ sẽ tư vấn cho mình thêm. Và nếu như mà trước đó có sử dụng những cái sinh nào đó không an toàn thì bác sĩ sẽ chấm dứt ngay và thay đổi cái kháng sinh, làm sao để điều trị hiệu quả cho cái trường hợp bệnh lý của mình mà vẫn không có ảnh hưởng đến chất lượng cũng như là số lượng của sữa mẹ, và cũng như là không có ảnh hưởng đến cái vấn đề sức khỏe của em bé. Cảm ơn bác sĩ Nga. Xin được mời câu hỏi tiếp theo ạ. Em xin hỏi là bị viêm gan B mãn tính mà em muốn sanh em bé, là em bé có thể bú sữa mẹ được không ạ? Dạ rồi, cảm ơn ạ.
Mời bác sĩ đẹp ạ. Cái vấn đề mà bà mẹ mà bị viêm gan B đó, thì bây giờ chúng ta có rất là nhiều giải pháp rồi. Thứ nhất là điều trị trong lúc mang thai hoặc là sau khi sanh em bé phải được chích kháng thể phòng ngừa viêm gan. Cho nên cái vấn đề mà viêm gan B, bà mẹ nhiễm gan B bây giờ thì hầu như là tất cả các bác sĩ sản khoa đều sẽ tư vấn cho bà mẹ trực tiếp. Cho nên là những em bé đó sanh ra được chích ngừa đầy đủ thì cũng không phải là một cái mình là chốc chỉ định để bú mẹ. Cho nên là bà mẹ nếu mà bà mẹ sau khi sanh liền được điều trị, hầu như là sau khi sanh thì sẽ được tiếp tục điều trị viêm gan B của mẹ. Yeah. Em bé thì được chích kháng huyết thanh để mà chống ngừa lại cái viêm gan B đó, thì bà mẹ vẫn có thể cho bú mẹ được. Yeah. Trong cái điều kiện mà tôi vừa nói. Dạ vâng, cảm ơn bác sĩ đẹp. Thưa quý vị và các bạn, lần đầu làm mẹ thì ai cũng lo lắng bỡ ngỡ trong việc bế bé cho bé bú, cũng như là nhiều cái băn khoăn làm thế nào để nuôi con đúng cách. Vì thế, việc tham gia các lớp học tiền sản là điều hết sức cần thiết. Hiện nay, có nhiều trung tâm mở các lớp học tiền sản thường được tổ chức ở các bệnh viện hoặc những người có kinh nghiệm tự hướng dẫn cho nhau. Mỗi lớp học đều có nội dung khác nhau. Khi đến với lớp học tiền sản này đều giúp các bà mẹ, ông bố có thêm kiến thức cho cuộc vượt cạn và tự tin hơn trong hành trình nuôi con. Khi mà nghe xong rồi mình còn có nhận thức những cái là mình chưa biết nữa, chứ không phải là mình biết hoàn toàn. Ví dụ như là cho con bú, tại vì lúc trước em sữa nhiều, sữa rất là nhiều. Cho mình bú bên đây, bên đây nó chảy ra phí quá thì mình thấy vậy mình phải cho bú bên đây. Cho nên là em nghe cô nói xong thì em mới biết được. Bây giờ mà dù mình có đứa thứ hai đi chăng nữa nhưng mà vẫn học cách ấm em bé hay là cách cho bú như thế nào đó, nó vẫn có cái hữu ích. Tại vì nhiều khi mình vẫn làm sai chứ không thể làm đúng được hết. Việc tìm hiểu những kiến thức để làm mẹ hiện không còn quá khó. Các ông bố bà mẹ có thể tìm hiểu qua sách vở, thông tin trên mạng Internet, cũng như gặp gỡ những người có kinh nghiệm trong hội sữa mẹ để chia sẻ. Cho mình thực hành là bế em bé tư thế bú như thế nào, củng cố cho mình thêm cái niềm tin về cái sữa mẹ. Mình thấy cái buổi này thực hành này rất là thiết thực đối với các mẹ bầu và mẹ sắp sinh. Nuôi con bằng sữa mẹ không chỉ đơn thuần là bản năng mà đòi hỏi có phương pháp và thực hành đúng. Vì thế, ngay từ khi mang thai, người mẹ nên chủ động tham gia các lớp học tiền sản, thu thập những kiến thức hữu ích về nuôi con bằng sữa mẹ, cũng như những thông tin liên quan để việc nuôi con đúng cách và đơn giản nhất. Vâng ạ. Ăn gì để có nhiều sữa cho con bú sau sinh? Đây là có thể nói là một cái vấn đề mà rất nhiều bà mẹ, đặc biệt là những bà mẹ trẻ mới sinh con lần đầu rất là quan tâm. Thì bây giờ bác sĩ đẹp có thể chia sẻ cho mọi người ạ. Ăn gì để nhiều sữa thì trước hết chúng ta phải nói là ăn đầy đủ đã. Yeah. Ăn đầy đủ. Tại vì các bà mẹ biết rồi đó, khi mà bà mẹ mang thai thì cái năng lượng mà nhu cầu để mà nuôi cả mẹ cả con thì thường người ta nói là phải thêm ít nhất là phải 400 kcal trong một ngày đó nữa. Yeah. Tức là ăn phải thêm một chén cơm có đầy đủ thức ăn trong khi mang thai. Yeah. Tuy nhiên sau khi sanh, trong thời gian cho con bú thì nhu cầu nó lại nhiều hơn chứ không phải là giảm đi. Tức là nó phải tăng lên từ 450 tới 500 kcal trong thời gian nuôi em bé. Như vậy thì cái đầu tiên là bà mẹ phải ăn đủ đã. Ăn đủ, ăn đủ tất cả các chất dinh dưỡng, chất đạm, béo, đường, vitamin, khoáng chất. Tức là trong bữa ăn chúng ta có các cái loại thịt, thịt, cá, trứng, sữa, các loại rau. Các loại rau để mà bổ sung các vitamin và khoáng chất. Như vậy thì các bà mẹ cho con bú thì chúng ta lưu ý là phải ăn đầy đủ. Còn ăn gì cho có nhiều sữa thì thực ra bây giờ người ta nghiên cứu rồi, cái bữa ăn của em, của bà mẹ nó lại ảnh hưởng tới cái chất lượng sữa của bà mẹ nữa. Yeah. Nó ảnh hưởng tới chất lượng sữa cho em bé bú nữa. Cho nên các bà mẹ chúng ta thứ nhất là đừng có kiêng khem trong cái quá trình. Tại vì một số bà mẹ sau khi sanh vẫn còn, hiện nay vẫn còn là chỉ ăn cơm với thịt kho thiệt là mặn, uống thiệt là nhiều nước. Yeah. Và không dám ăn trái cây. Như vậy thì chúng ta thấy là chất lượng bữa ăn của bà mẹ nó bị ảnh hưởng rồi.
Cho nên là mẹ mẹ chúng ta phải nên chú ý cái vấn đề là ăn đầy đủ các chất dinh dưỡng. Và nhớ là chúng ta phải vẫn uống sữa. Uống sữa ít nhất cũng phải 1-2 ly trong một ngày để mà chúng ta bổ sung các cái lượng vitamin, khoáng chất dành cho bà mẹ. Thì tất cả những chất dinh dưỡng của bà mẹ sẽ được cho em bé hết. Yeah. Đó, cho nên là các cái vấn đề đó. Còn một số các bà mẹ cũng quan tâm, thí dụ như là ăn cái gì cho nhiều sữa. Thì thực ra nếu mà chúng ta ăn đầy đủ, uống nước đầy đủ thì lượng sữa chúng ta rất là chất lượng rồi. Yeah. Nhưng cũng có một số các cái thực phẩm, thí dụ như là thịt giò nè, thịt xương nè, hầm đu đủ, hoặc là nấu với canh hẹ, nấu canh rau len đồ này kia, thì thực ra đó là cái sự phối hợp giữa chất đạm, các cái chất xơ, chất rau. Thì nếu mà chúng ta ăn đầy đủ như vậy thì sữa nó sẽ rất là nhiều và rất là chất lượng. Cảm ơn bác sĩ đẹp. Thưa bác sĩ Nga, thì hiện nay có nhiều mẹ thì sử dụng cái máy hút sữa để mà trữ sữa cho con. Vậy thì không biết cái việc làm này nó có tốt cho mẹ và bé hay không ạ? Nếu như mà người mẹ cho con bú mẹ đó mà không có hết sữa, chưa có hết sữa, tức là cái lượng sữa dồi dào đó mà trẻ bú một lần đủ no rồi mà vẫn còn tồn, vẫn còn dư, thì các mẹ cũng cần phải hút sữa để mục đích thứ nhất là để làm trống cái bầu sữa. Chính cái sự trống cái bầu sữa đó làm cho kích hoạt các cái, làm cho kích thích các cái tế bào của tuyến sữa nó lại tiếp tục tiết sữa tiếp. Cho nên là cái lượng sữa còn tồn lại ở trong vú của mẹ lại làm cho ức chế các cái tế bào đó, nó không có tiết cái sữa được. Nên vì vậy cái sữa có thể sẽ càng ngày càng giảm đi. Cho nên mình cần phải phải vắt hết cái sữa thừa nếu như mà trẻ đã bú đủ no rồi. Và để cho không có bị lãng phí thì các bạn vẫn có thể trữ những cái sữa thừa mà mình vắt được đó. Tuy nhiên các bạn phải biết cách, phải biết cách làm sao để chúng ta vắt sữa không có làm tổn thương cái vú, không làm tổn thương vú rồi sao nữa. Rồi chúng ta phải biết cách để mà vắt sữa làm sao cho nó có vệ sinh. Tức là chúng ta phải vệ sinh tay nè, vệ sinh đầu vú nếu như chúng ta vắt sữa bằng tay, hoặc là chúng ta hút sữa bằng các cái dụng cụ, các cái máy, thì những cái dụng cụ, những cái máy hút sữa đó cũng phải được làm sạch, cũng phải được tiệt trùng trước khi chúng ta làm thao tác vắt sữa. Rồi nếu như mà chúng ta đã vắt sữa sạch rồi, chúng ta làm tốt rồi, thì bây giờ vấn đề tiếp theo nữa đó là chúng ta phải biết cách trữ sữa. Yeah. Vì nếu như chúng ta trữ sữa không có đúng, chúng ta để ở một cái môi trường nó không có phù hợp với cái thời gian, quá cái thời gian cho phép, thì cái sữa đó nó lại trở nên là một cái chất dinh dưỡng bị nhiễm khuẩn, bị vấy bẩn đi. Thì chúng ta không biết, chúng ta lại cho con của chúng ta sử dụng những cái sữa bị nhiễm khuẩn đó, bị vấy bẩn đó, thì vô tình là chúng ta làm gây bệnh cho con của mình. Và một số cái trường hợp nữa là những cái người mẹ mà đặc biệt là trong các cái cơ quan nhà nước hoặc là các cái cơ sở hành chính mà chúng ta phải làm việc 8 tiếng một ngày đó, thì đôi khi cái cơ sở làm việc của chúng ta ở xa nhà, thì chúng ta không có thể nào mà về nhà mỗi 3-4 tiếng để cho trẻ bú mẹ được, thì các mẹ vẫn có thể vắt sữa ngay tại cơ quan của mình, làm sao cho đúng cách và bảo quản cho nó đúng để chúng ta vẫn có thể đủ sữa cho con bú trong cái khoảng thời gian mà chúng ta đi làm việc. Rồi còn một cái vấn đề nữa mà ngày nay thì chúng ta đang bắt đầu quan tâm, đó là vấn đề thành lập các cái ngân hàng sữa mẹ. Nó giúp ích rất là nhiều cho những cái trường hợp mà các trẻ không có cơ hội để mà được hưởng những cái sữa từ cái chính người mẹ của mình, do người mẹ bị các cái bệnh lý chẳng hạn, không có thể cho con bú mẹ được chẳng hạn. Rồi do là trẻ sanh non chẳng hạn phải ở bệnh viện để được chăm sóc, để nuôi nấng trong cái khoảng thời gian mà trẻ chưa có thể tự sống ở ngoài, trong cái khoảng thời gian mà gia đình chưa có thể tự chăm sóc trẻ, thì những cái trường hợp như vậy trẻ rất là cần sữa mẹ. Thì khi mà chúng ta cái sữa của chúng ta còn dư, chúng ta có thể trữ một cách đúng và chúng ta kiểm tra một số cái bệnh lý truyền nhiễm mà bản thân chúng ta có thể mắc mà chúng ta không biết, là chúng ta nằm trong cái giới hạn an toàn, thì cái sữa đó chúng ta có thể hiến tặng cho cái ngân hàng sữa mẹ để giúp cho các trẻ đang cần cái nguồn sữa mẹ, đang khát sữa mẹ mà các trẻ lại không có được, không có cơ hội.
Cảm ơn bác sĩ Nga. Còn bác sĩ Đẹp thì có thể hướng dẫn cho các mẹ về cái cách bảo quản và sử dụng sữa mẹ sau khi vắt ạ. Thì cái cách bảo quản của sữa mẹ thì phải nói là tùy theo cái điều kiện mà chúng ta phải trữ như thế nào cho nó đúng. Thí dụ như nếu mà chúng ta vắt ra, chúng ta để cái nhiệt độ thông thường á, bên ngoài thông thường như vậy, thì ít nhất là dưới 4 tiếng đồng hồ em bé phải bú. Chứ nếu mà chúng ta để dài hơn nữa thì coi chừng nguy cơ nó bị nhiễm khuẩn. Còn như bác Nga đã nói đó, một số các trường hợp bà mẹ mà đi trữ sữa trong cơ quan á, không có về nhà được, thì ít nhất bà mẹ cũng phải bỏ vô trong một cái thùng đá. Trong thùng đá thì chúng ta có thể trữ được 8 tiếng đồng hồ. 8 tiếng đồng hồ, chúng ta trưa chúng ta không có về được, chúng ta vắt sữa ra bỏ vô thùng đá, rồi về chiều có thể cho em bé bú nếu mà chúng ta không có về nhà buổi trưa được. Còn nếu mà chúng ta vắt sữa mà có thể đem về được, hoặc là những bà mẹ mà ở nhà đó dư, thì chúng ta có thể bỏ trong, nếu mà chúng ta bỏ trong ngăn mát tủ lạnh á, thì thường là người ta sử dụng trong 24 tiếng thôi. Còn nếu mà để mà trong cái ngăn đá ha, trên ngăn đá của cái phần ngăn mát của tủ lạnh nó có cái phần ngăn đá đó, thì nếu mà để đó thì an toàn nhất là chúng ta sử dụng trong một tuần lễ đầu tiên sau khi chúng ta vắt ra. Còn nếu mà chúng ta có điều kiện mà trữ trong cái hệ thống mà đông á, tức là sau khi lấy xong mà bỏ vô trong hệ thống đông liền ngay lập tức, thì có thể chúng ta sẽ sử dụng trên một tháng, có thể kéo dài đến 3 tháng luôn. Nhưng các bà mẹ lưu ý một cái vấn đề là, tại vì khi mà chúng ta bỏ vô những cái dụng cụ đông đó, thì chúng ta nên chia nhỏ từng cái lượng sữa. Thí dụ như em bé bú 100 thì chúng ta bỏ vô cái bình 100 và nhiều bình. Tại vì khi mà chúng ta đã lấy khỏi cái vị trí mà đông đông đó rồi thì không bao giờ chúng ta để ngược nó vô được. Tại vì khi mà chúng ta đã lấy ra rồi, chúng ta hâm lên, và cách hâm cũng là một cái vấn đề. Trước tôi sẽ nói sao ha. Thì nếu mà chúng ta lấy ra xong rồi chúng ta uống phân nửa chúng ta bỏ vô, thì chắc chắn cái sữa đó nó sẽ bị nhiễm khuẩn. Cho nên là chúng ta tuyệt đối không có làm động tác đó. Rồi để mà thực hiện sau khi chúng ta trữ rồi, chúng ta lấy ra cho em bé uống, thì không bao giờ chúng ta là phải hâm đun sôi lên, phải bỏ vô lò vi sóng, mà chúng ta để gì, chúng ta sẽ bỏ cái bình sữa đó, chúng ta bỏ vô một cái ca nước nóng. Để cho từ từ nó nóng trở lên đó. Nó nóng trở lên thì những cái đóng vón trong cái sữa đó nó sẽ từ từ nó tan ra. Thì như vậy mình mới đảm bảo được cái chất dinh dưỡng trong cái sữa nó còn lại. Tuy nhiên thì các bà mẹ cũng nên nhớ rằng là nếu mà chúng ta vắt sữa ra sau 24 tiếng đồng hồ thì lượng kháng thể trong sữa hầu như nó giảm rất là nhanh. Nó giảm xuống dưới mức 50% qua 24 tiếng đồng hồ. Mà chúng ta trữ càng lâu thì hầu như cái lượng kháng thể nó sẽ không còn nữa. Mà nó chỉ còn cái chất dinh dưỡng cho em bé thôi. Cho nên không phải là mình nói là trữ sữa mẹ thì dắt ra trữ thì nó cũng như là bú mẹ trực tiếp, thì không phải. Cho nên các bà mẹ cũng lưu ý, cũng lưu ý vấn đề này. Cảm ơn bác sĩ Đẹp. Ít phút còn lại của chương trình thì chắc là mời các bác sĩ có cái lời khuyên, lời nhắn nhủ dành cho những người mẹ mà đang nuôi con, cho con bú sữa mẹ, cũng như là những người mà chuẩn bị bước vào giai đoạn làm mẹ thì nên cần chuẩn bị cho mình những gì. Thì xin mời các bác sĩ chia sẻ thật ngắn. Trước hết mời bác sĩ Nga. Kết thúc cái chương trình của chúng ta thì một cái thông điệp quan trọng nhất mà bác sĩ muốn chia sẻ cùng với các mẹ đó là các mẹ hãy yên tâm là chúng ta luôn luôn có đủ sữa để cho con của mình trong suốt 6 tháng đầu đời của con. Tuy nhiên là các mẹ phải biết là làm thế nào để chúng ta kích thích cơ thể của mình tạo sữa, và làm thế nào để chúng ta duy trì được cả số lượng và chất lượng của cái nguồn sữa mẹ của mình. Mời bác sĩ Đẹp. Riêng thì tôi có một lời khuyên với các bà mẹ là khi chúng ta chuẩn bị làm mẹ thì chúng ta phải đảm bảo dinh dưỡng. Đầu tiên là dinh dưỡng cho bà mẹ trước khi mang thai, trong thời gian mang thai, trong thời gian cho con bú, các bà mẹ phải ăn uống đầy đủ thì chất lượng sữa của bà mẹ rất là tốt, và lượng sữa của mẹ là sẽ đủ cho con trong, đặc biệt là trong 6 tháng đầu đời. Sau đó là nên cho bú tiếp tục tới 24 tháng để con hưởng được cái nguồn năng lượng quý giá của bà mẹ cho con.
Xin được cảm ơn những lời khuyên hết sức là hữu ích vừa rồi của hai bác sĩ. Thưa quý vị và các bạn, nuôi con bằng sữa mẹ không chỉ đem lại lợi ích to lớn cho trẻ mà còn là quyền cơ bản đầu tiên của mọi đứa trẻ. Trao cơ hội và tạo mọi điều kiện cho cha mẹ để thực hiện nuôi con bằng sữa mẹ. Đó là chủ đề của tuần lễ nuôi con bằng sữa mẹ năm nay, nhằm nhấn mạnh vai trò của cha mẹ, gia đình và xã hội đối với việc hỗ trợ bà mẹ duy trì nuôi con bằng sữa mẹ. Đến đây thì thời lượng dành cho chương trình Sức khỏe cho mọi người kỳ này của Đài Phát thanh Truyền hình Đồng Nai cũng đã hết rồi. Một lần nữa Hoàng Huấn cảm ơn hai bác sĩ đã đến tham gia với chương trình của chúng tôi ngày hôm nay. Cảm ơn quý khán giả đã quan tâm theo dõi cũng như là gọi điện thoại về đặt câu hỏi cho chương trình. Thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình kỳ sau.